Ngày mới mình chung chị hai xin bắt xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay lại ngày mới các bạn ơi. Mình cũng chúc tất cả các bạn và mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục đi săn ong khoái đây. Hôm nay mình đi núi các bạn ơi. Mình cũng lên đến trên chân núi đây, mình cũng đã thấy được một tổ rồi. Thì cái tổ ong này thì cái chú mà chủ dãy á, chú cũng thấy. Thì bây giờ chú nói kêu là thôi bắt thì hai chú cháu chia nhau. Các bạn ơi, cái tổ chỗ này thì bữa nọ mình trước thì mình có đi một lần rồi, nhưng mà lúc ấy ong nó chưa có về. Bữa nay mình đi lại lên thì mình cũng đã thấy cái tổ. Thì đây về chú đấy, chú cũng nói kia là chú cũng thấy rồi, cũng đang tiếng kêu người bắt. Cụ thể có mình đây luôn thì chú kêu thôi hai chú cháu bắt chia. Thì nói chung là bây giờ của rừng mà các bạn ơi, nhiều ăn nhiều ít ít thôi, mình cũng chẳng dằn đâu mà. Mình cũng chẳng dần ăn một mình đâu. Đây các bạn ơi, mình quay cho các bạn xem tổ ong nhá. Tổ ong này thì là một cây khá là nhỏ. Tổ ong nằm trên cái su đó. Thì cũng khá là nhỏ đây. Mình không biết là có ra được nổi không nữa. Hy vọng là mình ra mình lấy được mật. Tại vì cái độc nó nhỏ quá các bạn ạ. Nhưng mà da đấy thì cũng hơi nguy hiểm. Nói chung là cũng cầu sao may mắn mình ra mình lấy được tổ ong. Thì mình ra cái đó thì chắc mình phải cột dây cái níu lại. Không thì không thể nào ra nổi. Còn không thì mình trèo cái bên này. Mình chờ cái bên này mình kéo sang. Kéo sang thì mình sợ kéo sang không được. Con vượt chắc phải lấy cây chính nhá. Giá như mà nó gần á thì mình sang được, nhưng bây giờ nó xa quá. Đây đứng thì nhìn cũng thấy cụ mặt phình khá là to các bạn ơi. Đây mình đứng ở dưới tổ ong này là mình thấy cụ mặt phình khá là to rồi. Là một cái xu này, hy vọng là mình lên mình cắt được vật chất bạn. Mình cũng cầu mong sao là lên bắt là số an toàn, tại vì khu vực này đá rất nhiều. Rồi, đây mình cũng chuẩn bị được cái đuốc các bạn ạ, chờ chú đổ mổ xu đây xong thì mình tiến hành mình lên bắt. Đuốc thì mình cũng chuẩn bị được sẵn sàng cái đuốc. Đồ nghề thì mình cũng phải cần một cuộn dây các bạn ơi, để níu cái cây đó lại. Rồi các bạn ơi, mình chuẩn bị đồ. Rồi chờ chú đổ bổ xong thì mình lên bắt cho các bạn xem luôn nhá. Hy vọng là rất là may mắn sẽ đến với mình nhé các bạn. Rồi các bạn ơi, mình cũng đã chuẩn bị được cây đuốc. Để mình tiến hành mình lên bắt tổ ong nhé. Các bạn cũng trông 92 lên nhé.
khá là to các bạn ạ. To, số bắn to. Mình đã lên tới tổ ong nhé các bạn. Chờ mình nha. Sẽ nới cây lại đã. Quạt con ong ra các bạn ơi. Quạt tổ ong ra xong. Nới dây lại chứ không ra cắt mật cũng được. Củ mật nằm tít ngoài kia kìa. Bánh ra dặn hết rồi. Trời, tổ ong to khiếp à. Gần chấm voi à. Hơn 3 lít ạ. 3 lít ạ. Nới, nới cây lại các bạn ơi. Mình mới dám ra cắt mật được. Rồi các bạn ơi, mình hơi cây cho nó cứng cáp lại. Mình mới dám ra chứ không dám ra đâu. Bây giờ các bạn xem tổ ong nha. Đây là củ mật rồi. Tuyệt vời các bạn ơi. Hàng khủng nha. Đang bắt đầu chấm voi nha. Nói chung là cũng chưa được đầy mật đâu. Cái này cũng cứ khoảng cứ 3 4 ngày nắng nữa là nó chấm voi rồi.
quá lớn các bạn ơi. Rồi, mình tiến hành mình vào lấy mật nhé. Mật thì khá tuyệt vời các bạn ơi. Thế lấy khó quá, mình cũng không thể quay được. Rồi, mình sẽ lấy xong mật chắc các bạn. Mình đang đi xuống các bạn ơi. Rồi, nó an toàn các bạn ơi. Chú cả cưới từ từ cho con đây, con lấy luôn. Rồi, chú thả luôn đây. Dạ, hai camera. Rồi xong các bạn ơi. Mình cũng đã xuống khỏi cây rồi. Được rồi, cũng khá là mệt. Trời nắng nữa. Nó hầm các bạn ơi. Đây. Mình quay cho các bạn xem thành quả nha. Nói chung là cũng khá là tuyệt vời. Xuống đây chú ạ. Nó hết ong rồi. Cục này chắc cũng cứ gần 3 lít các bạn ơi. Chúng cũng khá là tuyệt vời đấy. Nói chung là tầm này bắt được quá đẹp rồi. Đang bắt đầu chấm voi. Mật thì khá là đẹp này. Bằng ống luôn các bạn ơi. Rồi, mình cũng kết thúc video bắt ong đây nhé các bạn. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Trung 92 nhá. Rồi, mình xin tạm dừng video đây. Hẹn các bạn vào video mới của mình nhé.